Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình tại Trung Đông. Và quý vị, trong một bản báo cáo mới nhất cho thấy là chính quyền của Joe Biden đang chuẩn bị duyệt xét lại thừa nhận một đất nước Palestine. Đây là điều sẽ đi ngược lại với truyền thống xưa nay của Hoa Kỳ là sẽ không thừa nhận một đất nước Palestine khi mà người Palestine vẫn còn có cái xung đột với lại phía của Do Thái. Quý vị, đây là một trong những cái biến cố mới nhất và trong đó có thể dẫn tới một cái cuộc tranh cãi gay gắt ngay trong nội địa của Hoa Kỳ, cũng như là tình hình này sẽ khiến cho giới gọi là khủng bố ở tại Trung Đông có thêm kích thích. Điều này sẽ như thế nào? Chúng ta đi vào bản tin trước đi quý vị. Theo báo cáo của tờ Axios là có khả năng là một sẽ thừa nhận một quốc gia Palestine. Đó là một trong những cái chính sách của chính quyền Joe Biden. Chính quyền Joe Biden đang nhìn việc mà thừa nhận một cái đất nước Palestine sau cuộc chiến tại dải Gaza. Theo tường trình của tờ Axios cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã yêu cầu Bộ Ngoại giao là thực hiện việc duyệt xét tất cả những chính sách, kể cả việc mà Hoa Kỳ và thế giới thừa nhận một đất nước Palestine. Ít nhất hai nguồn tin của họ đã tiết lộ với tờ Axios, và ông Blinken đồng thời cũng được yêu cầu duyệt xét lại việc mà gọi là phi quân sự với một đất nước Palestine. Và trong đó họ nói rằng sẽ có một cái mô hình từ trên thế giới. Và chính sách của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua là phản đối thừa nhận một quốc gia, một Palestine như một quốc gia song hành ở trong cái Liên Hiệp Quốc. Và thay vào đó là chính quyền mong muốn là cái quốc gia Palestine này cần phải trực tiếp đàm phán giữa phía Do Thái và chính quyền của Palestine. Và bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ ba nói rằng là Ngoại trưởng của Vương quốc Anh là ông David Cameron cũng cho biết là Anh quốc cũng sẽ duyệt xét lại việc mà thừa nhận một quốc gia Palestine ở tại Liên Hiệp Quốc. Cameron, cựu thủ tướng của Anh, người đang tìm cách quảng bá cho chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, đã nói rằng đây là một tiến trình cần phải có là hai quốc gia, một giải pháp hai quốc gia. Chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra cái tiến trình là một quốc gia Palestine và nó có sẽ có một sự thỏa hiệp và làm cách nào để mà có thể làm việc được. Ông Cameron đã nói với lại cái hội đồng đặc trách về Trung Đông của khối bảo thủ tại Anh ở Hạ viện vào ngày thứ hai. Trong khi đó thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là Martin Miller tuần trước cho biết là sẽ không có một giải pháp giải quyết với Do Thái trong vấn đề an ninh lâu dài, thách thức ở khu vực cũng như là một cái tái xây dựng Gaza trong thời gian ngắn mà không thành lập một quốc gia Palestine. Chính quyền của Joe Biden dường như là có khả năng sẽ bình thường hóa việc giữa Do Thái và Saudi Arabia để tạo ra một cái hướng thành lập một quốc gia Palestine, và trong đó là một trong những cái điều kiện sau khi có cái thảm kịch của chiến tranh kể từ ngày 7 tới tháng 10 thì Do Thái đã tấn công nhóm khủng bố Hamas, và các giới chức của Saudi Arabia nói rằng bất kỳ một cái tiềm năng bình thường hóa thỏa thuận nào với Do Thái cần phải thêm điều kiện là sẽ dọn đường cho một quốc gia Palestine. Và Hoa Kỳ nói với lại các một giới chức Hoa Kỳ nói với tờ Axios là một vài nhân viên trong chính quyền của Joe Biden tin rằng việc thừa nhận quốc gia Palestine sẽ là bước đầu tiên đàm phán để giải quyết cuộc chiến tại Gaza, và thay vì đây là cái bước cuối cùng, Hoa Kỳ thừa nhận Palestine là một quốc gia sẽ có thể hoàn tất trong nhiều đường hướng, và trong đó không sử dụng cái lá phiếu phủ quyết ở tại Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an, và trong đó gần như là thừa nhận Palestine là một thành viên toàn diện của Liên Hiệp Quốc, hoặc là có thể sẽ những quốc gia khác sẽ thừa nhận và thúc đẩy những quốc gia khác và khuyến khích những quốc gia khác thừa nhận Palestine. Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã đề nghị là phi quân sự hóa quốc gia Palestine nhiều lần từ năm 2009 tới 2015. Tuy nhiên, đã không nhắc lại trong những năm gần đây. Và Netanyahu trong thời gian gần đây bác bỏ lời kêu gọi là chủ quyền của Palestine và nói rằng Do Thái chống lại bất kỳ một cuộc thừa nhận nào của Palestine bởi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới liên quan tới cuộc xung đột của Do Thái và Hamas. Như vậy thì, quý vị, nếu chính quyền của Joe Biden mà tiến tới việc thừa nhận một quốc gia Palestine tại Liên Hiệp Quốc thì đây sẽ là một chiến thắng lớn cho nhóm Hamas. Họ tấn công vào lãnh thổ Do Thái là thứ nhất là mục tiêu là gây khủng hoảng lo sợ cho người Do Thái, và thứ hai họ đạt được cái bước đầu tiên.
Bước đầu tiên là thừa nhận một quốc gia Palestine. Thì quý vị, từ xưa tới nay, Hoa Kỳ không đồng ý, tức là từ nhiều năm nay, bắt đầu từ cái năm 1948 rồi, thì Hoa Kỳ vẫn phản đối thừa nhận một quốc gia Palestine với áp lực của cộng đồng quốc tế. Với áp lực của cộng đồng quốc tế, trừ phi là Palestine ngồi xuống đàm phán với Do Thái, hai bên sẽ đàm phán với nhau và chấp nhận là một vùng lãnh thổ hai quốc gia. Thì từ xưa đến nay, các đời tổng thống Hoa Kỳ đều không muốn có cái sự áp đặt của cộng đồng quốc tế đối với lại Do Thái. Đây là mà các đời tổng thống của Hoa Kỳ, và họ muốn rằng phải do Do Thái và Palestine tình nguyện nói chuyện với nhau để có được một quốc gia Palestine. Và nó đã bùng nổ kể từ khi mà thời Bill Clinton, lúc đó thì ông Yasser Arafat là lãnh đạo của mặt trận giải phóng Palestine, đã chấp nhận giải giới vũ khí. Đã chấp nhận giải giới vũ khí để thành lập một chính phủ Palestine dân sự. Thì lúc đó Do Thái đồng ý. Do Thái đồng ý là để cho một cái chính phủ quản trị người Palestine, chứ chưa phải là một quốc gia. Cho tới giờ phút này thì Palestine vẫn chưa phải là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Mặc dù có nhiều quốc gia ở trên thế giới, kể cả khối Ả Rập, đã thừa nhận sẽ phải có một quốc gia Palestine. Tuy nhiên thì phía Hoa Kỳ vẫn phản đối cho tới khi nào chấm dứt tất cả những cuộc bạo động. Và phía người Palestine chỉ là một chính quyền dân sự, không phải là một chính quyền có đầy đủ tất cả những cái thẩm quyền về quân sự, về kinh tế vân vân. Thì quý vị, điều này nó đã bị tê liệt trong nhiều năm. Bởi vì khi mà thành lập một quốc gia Palestine trước đây dưới sự thúc đẩy của Bill Clinton và sau này của Obama, thì Palestine đòi hỏi nhất định là cái miền đông Jerusalem phải là cái thủ đô của họ. Đây là cái điều bế tắc, mà cái điều bế tắc này đã kéo dài trong nhiều năm nay. Miền đông Jerusalem, nơi mà Do Thái đang quản trị, trong đó thì là được xem là cái nôi của nhiều tôn giáo trên thế giới, và cả Do Thái lẫn Palestine đều nhận cái khu vực này, tức là cổ thành Jerusalem, là thủ phủ của mình. Do đó quý vị, nó đã bị bế tắc, và sự bế tắc này đã dẫn tới tình trạng đối đầu giữa lực lượng dân quân khủng bố của Hamas, của Islamic Jihad tấn công vào Do Thái. Đây là cái gốc. Đây là cái gốc của vấn đề, tức là Palestine sẽ lập quốc như thế nào, và đồng thời miền đông Jerusalem sẽ là thủ đô của ai. Liệu chính quyền Joe Biden có giải quyết được bài toán này hay không? Dưới thời của ông Trump, ông khẳng định là miền đông Jerusalem là lãnh thổ của Do Thái, và ông đã chuyển tòa đại sứ của Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Thì quý vị, như vậy thì coi như là chính quyền của ông Trump đứng hẳn về phía Do Thái. Bây giờ tới phiên chính quyền của Joe Biden lên, thì bây giờ việc mà gọi là xung đột giữa Hamas và Do Thái, nếu như mà chính quyền Joe Biden duyệt xét tới việc thừa nhận một quốc gia Palestine tại Liên Hiệp Quốc, ít nhất là không bỏ phiếu chống. Ít nhất là Hoa Kỳ không bỏ phiếu chống. Thì quý vị, điều này sẽ dẫn tới một cái hậu quả. Cái hậu quả đó cũng không giải quyết được hòa bình tại Trung Đông. Là bởi vì thứ nhất, giống như tôi đã nói trong những cái livestream trước, là người Palestine đã bị tẩy não và bị đầu tư cái lòng thù hận với Do Thái, sẽ không có hòa bình. Điều thứ hai là cái lấn cấn trong cái miền đông Jerusalem. Đây sẽ là một trong những cái gây bế tắc như nó đã gây bế tắc trong 30 năm qua. Miền đông Jerusalem, tức là cái khu vực của cổ thành Jerusalem, sẽ thuộc về quyền quản trị của ai? Của Do Thái hay là của Palestine? Quý vị, điều này nó đã dẫn tới sự bế tắc 30 năm qua, mà không thành lập được một quốc gia Palestine. Không thành lập được. Và thứ ba là trước đây Do Thái đồng ý sẽ có một chính quyền Palestine, nhưng chưa phải là một quốc gia Palestine. Là bởi vì họ muốn rằng phải có một chính quyền dân sự quản trị, và cho tới một cái giai đoạn nào thích hợp tốt hơn, lúc đó đàm phán lại giữa hai quốc gia để thành lập một cái quốc gia chính thức là một quốc gia Palestine ngay tại vùng Trung Đông. Tuy nhiên thì quý vị, người Palestine không dừng lại, họ tiếp tục có những nhóm dân quân vũ trang tấn công Do Thái nhiều thế hệ rồi. Từ Fatah cho tới lực lượng cách mạng giải phóng Palestine, cho tới Hamas và Jihad bây giờ. Và trong tương lai sẽ còn bao nhiêu cái tổ chức người Palestine sẽ tiêu diệt Do Thái. Do đó, nếu mà bây giờ duyệt xét trong cái vấn đề gọi là thừa nhận một quốc gia Palestine, chỉ giảm được một phần nào cái cơn thịnh nộ của hai bên. Nhưng mà rồi nó sẽ bùng nổ trở lại sớm hơn. Khi mà họ nói rằng, ồ, bên này cũng nói là Palestine nói rằng Jerusalem là thủ đô của họ. Họ phải lập quốc với Jerusalem là thủ đô của họ.
Đây là cách mà Hamas và nhóm Hezbollah và kể cả nhóm Jihad nhất định đòi hỏi. Họ nhất định đòi hỏi là Jerusalem phải là thủ đô của họ thì mới lập quốc được. Thì quý vị, cuối cùng Do Thái không đồng ý. Phía Do Thái dù là lực lượng cánh tả lên nắm quyền, không phải là lực lượng cánh hữu, thì họ cũng không đồng ý để cho Jerusalem lọt vào tay của người Palestine. Do đó, việc này vẫn sẽ đi tới bế tắc. Bây giờ cả Anh, Hoa Kỳ là hai quốc gia chủ chốt, dù có duyệt xét lại chuyện này, nó cũng không giải quyết được bài toán hòa bình lâu dài cho Trung Đông. Và giống như tôi nói trước đây, muốn giải quyết bài toán hòa bình lâu dài là sự quản trị của người Palestine về dân sự, nhưng không được phép nhúng tới giờ quân sự. Và về dân sự thì phải có sự nhúng tay của các quốc gia Ả Rập. Bây giờ Saudi Arabia đặt điều kiện là trong cái việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Do Thái và Saudi Arabia là phải có một quốc gia Palestine. Nhưng quốc gia này sẽ được điều hành như thế nào? Và nếu song hành như vậy ngay từ bây giờ thì chắc chắn đổ máu sẽ không dừng lại. Cuộc đổ máu sẽ không dừng lại và các cuộc tấn công sẽ không dừng lại. Ngay cả việc mà ông Netanyahu, ông lập một vùng DMZ, tức là một vùng gọi là phi quân sự giữa dải Gaza và lãnh thổ Do Thái, còn bị phản đối đây. Tức là quý vị biết vùng DMZ, vùng phi quân sự này, có nghĩa là Do Thái sẽ lắp đặt tất cả những cái bãi mìn dọc theo biên giới của dải Gaza và lãnh thổ Do Thái, để ngăn chặn các cuộc tấn công qua bên kia biên giới. Mà còn bị phản đối thì làm sao có được một đất nước Palestine sẵn sàng hòa bình với Do Thái? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là trong giai đoạn này trước mắt là người Palestine sẽ chấp nhận chung sống hòa bình với người Do Thái. Mặc dù rằng bây giờ họ có 2 triệu mấy người đang sống gọi là khá vất vả và khá nghiệt ngã và phải đi lánh nạn chiến tranh. Nhưng mà để cho người Palestine bây giờ tự quản trị cái chính quyền của họ là chuyện impossible. Thứ nhất, tình trạng tham nhũng. Thứ hai là cái thù hận với người Do Thái còn quá đậm. Còn quá đậm, nó không có thể nào dừng lại một khi mà người Palestine có được cái khả năng tài chánh, có được cái khả năng về kinh tế. Quý vị, họ sẽ tiếp tục mua vũ khí để tấn công người Do Thái. Họ không dừng lại. Bất kể khi mà Hamas bị dẹp bỏ thì cũng sẽ mọc lên một số những tổ chức dân quân khác với cái tên khác và cùng một mục tiêu, cùng một bản chất là xóa sổ Do Thái. Do đó, cái duyệt xét của chính quyền Joe Biden là một cái điều gọi là nguy hiểm. Không những nguy hiểm cho Do Thái mà cũng nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Cái này là rõ ràng là chính sách nhượng bộ của Joe Biden. Một chính sách nhượng bộ hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã có một tổng thống nhượng bộ tới mức mà gọi là nguy hiểm cho Hoa Kỳ luôn. Nếu Joe Biden quyết định mà đi tới việc gọi là không phản đối việc thành lập một quốc gia Palestine ở tại Liên Hợp Quốc. Bởi vì việc thành lập này không phải không được, nhưng người Palestine phải rõ ràng. Rõ ràng trong thứ nhất là làm cách nào họ cam kết là sẽ không thù hận và không tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Điều thứ hai, họ phải cam kết là cái phần Jerusalem thuộc về lãnh thổ của Do Thái. Làm sao người Palestine có thể cam kết điều này? Câu trả lời là không. Có nghĩa là phía Palestine vẫn bị nhùng nhằng. Bây giờ các quốc gia Ả Rập có áp lực tới, ồ, anh thừa nhận một quốc gia Palestine, tôi sẽ thừa nhận anh là một quốc gia độc lập. Họ có thể nói với Do Thái như vậy, nhưng mà Do Thái sẽ không đồng ý. Và đó là bế tắc nhiều năm nay mà Do Thái chưa được thừa nhận. Bởi vì Do Thái biết rõ, một khi mà trao quyền độc lập và gần như là để cho người Palestine quản trị vùng đất của họ thì nó sẽ y chang giống như tình hình bây giờ. Từ năm 2017, phía Do Thái đã giao cái quyền quản trị dải Gaza cho phía của người Palestine. Họ chọn Hamas và kết quả là ngày hôm nay. Kết quả là cuộc xung đột diễn ra ngày hôm nay. Có nghĩa là không thể nào bây giờ quốc tế có hỗ trợ cho người Palestine cỡ nào đi nữa thì quý vị thấy rõ ràng. Kết quả cũng chung cuộc. Kết quả cũng là bạo động. Ngay cả quý vị thấy là phía Do Thái, họ nhiều lần yêu cầu là chấm dứt vai trò của cái cơ quan cứu trợ tị nạn người Palestine. Bởi vì họ biết được là trong đó có rất nhiều thành viên của Hamas. Thì quý vị, Liên Hợp Quốc đâu có đồng ý. Nhưng kết quả, họ chứng minh được 12 hồ sơ với bằng chứng đầy đủ. Thành viên của Hamas đã can dự trực tiếp vào cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10.
họ làm việc cho Liên Hiệp Quốc, nhưng họ vẫn là thành viên của Hamas và họ sẵn sàng tấn công người Do Thái. Thì quý vị, điều này cho thấy là Do Thái không thể nào mềm dẻo được để nhượng bộ có được một quốc gia Palestine. Tại vì họ biết rõ, họ sống chung đụng mỗi một ngày với người Palestine. Những người Palestine làm công cho họ, họ biết được. Họ biết được chỉ cần sơ hở một chút là họ mất mạng ngay. Chứ đừng nói chuyện khác. Sơ hở một chút là họ mất mạng ngay. Bởi vì bất kỳ một cơ hội nào, người Palestine cũng sẽ tìm cách giết người Do Thái bằng mọi cách, bằng mọi giá. Do đó, bây giờ nếu mà giao ra một chính, họ gọi là một chính quyền phi quân sự. Ok, một chính quyền phi quân sự thì có thể được đó. Nhưng ai quản trị Palestine? Nếu để cho người Palestine thì mọi việc đâu vào đó cũng như cũ. Còn kêu khối Ả Rập quản trị Palestine, họ lại không chịu. Ít nhất trong 1-2 thập niên, họ lại không chịu. Do Thái đề nghị chuyện này, sẵn sàng có một quốc gia Palestine nhưng với điều kiện là ít nhất trong 1-2 thập niên là do khối Ả Rập quản lý hành chính toàn bộ chính quyền dân sự của Palestine, cho tới một cái giai đoạn thích hợp mới giao lại cho người Palestine. Thì các quốc gia Ả Rập từ Jordan, Ai Cập cho tới Saudi Arabia đều từ chối hết. Họ đều không muốn dính vào chuyện này. Nhưng mà họ vẫn áp lực là phải có một quốc gia Palestine. Thì quý vị, rõ ràng cái này là một điều không thể xảy ra. Và nếu như mà phía của Netanyahu mà nhượng bộ thì coi như là ông ta chính tay ông ta sẽ đốt luôn cả lãnh thổ Do Thái. Do đó Netanyahu không thể đồng ý được. Netanyahu không thể đồng ý được. Còn Joe Biden thì bây giờ muốn giải quyết bài toán tránh xung đột với lại Iran thì phải giải quyết bài toán của Do Thái và Hamas. Mà Iran thì hậu thuẫn cho Hamas. Do đó Joe Biden nghĩ rằng là cái giải pháp này sẽ xoa dịu được Iran, sẽ giúp cho Iran không có tấn công Do Thái hay không kích động lực lượng dân quân ở đây tấn công Do Thái, là một điều ảo tưởng. Trong khi bây giờ Joe Biden còn phải, bản thân Joe Biden là còn phải cân nhắc trong việc tấn công Iran nữa, sau khi 3 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Cho tới giờ phút này, câu chuyện xảy ra từ hôm Chủ nhật, hôm nay là ngày thứ 5 rồi, 4 ngày rồi vẫn chưa có một hành động nào hết. 4 ngày rồi, đợi còn 2 ngày nữa là tròn một tuần lễ. Joe Biden vẫn chưa có một hành động lấy lại công lý cho sinh mạng của 3 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Bây giờ ông ta là duyệt xét tới việc mà ủng hộ cho một giải pháp một quốc gia Palestine ở trên Liên Hiệp Quốc. Một điều mà các đời tổng thống trước đây đều không giải quyết được. Bởi vì cái miền đông Jerusalem vẫn là cái sự tham lam đòi hỏi của người Palestine. Họ đòi hỏi là họ lập quốc với điều kiện miền đông Jerusalem phải là thủ đô. Thì quý vị, điều này là điều impossible. Và 30 năm nay chính điều này nó cản trở việc Palestine lập quốc. Và đồng thời nó cũng đã tạo ra cái cuộc xung đột và cái vòng luẩn quẩn đẫm máu ở Trung Đông vẫn chưa dứt. Mấu chốt vấn đề là cái miền đông Jerusalem. Do Thái không cần thiết phải có một cái dãy giang sơn ở Gaza, ở Tây Ngạn, họ sẵn sàng giao lại. Nhưng với điều kiện là phải có cái sự an ninh. Quý vị thấy vùng Tây Ngạn, Do Thái bảo đảm an ninh. Còn cái chính quyền dân sự của ông Mahmoud Abbas thì vẫn điều hành. Mặc dù đây là một chính quyền tham nhũng, rất tham nhũng. Nhưng ít nhất nó không bùng nổ những cuộc xung đột lớn như vậy. Tức là cái mô hình Do Thái đưa ra đúng. Chính quyền của Mahmoud Abbas là một cái chính quyền gần như là dân sự, chỉ quản trị về mặt hành chính dân sự, không đụng tới quân sự. Toàn bộ quân sự là do phía Do Thái bảo đảm. Thì nó không xảy ra những cái biến động lớn như là vừa rồi. Còn bây giờ quý vị giao cho người Palestine quản trị và thành lập luôn cả cái mạng lưới dân sự và quân sự, thì quý vị, Hamas đã xây dựng hạ tầng cơ sở để chống Do Thái. Trong khi những chuyện này không xảy ra trên vùng Tây Ngạn. Do đó, cái việc mà Joe Biden đang duyệt xét lại là một cái điều rất nguy hiểm cho Trung Đông và rất nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Bởi vì đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông hiện nay là Do Thái. Cặp mắt của Hoa Kỳ ở đây là cơ quan tình báo Mossad của Do Thái.
Nếu mà Do Thái bị cô lập, nếu Do Thái bị tiêu trừ hoặc bị diệt trừ, thì coi như Hoa Kỳ sẽ mất ảnh hưởng tại Trung Đông. Mà mất ảnh hưởng tại Trung Đông thì quyền lợi Hoa Kỳ sẽ mất. Các quốc gia Ả Rập nghiêng về phía Nga và Trung Quốc, và trong đó họ sẵn sàng có những cái hành động với Hoa Kỳ, thì lúc đó quý vị, chúng ta bị thiệt thòi rất là nhiều. Nhờ có Do Thái ở Trung Đông, chúng ta có đầy đủ cặp mắt, chúng ta có đầy đủ cái thế lực. Bây giờ chỉ cần phía Do Thái mà mất nước thôi, là cục diện của Trung Đông, tôi nói với quý vị là Hoa Kỳ sẽ mất rất nhiều quyền lợi. Do đó, tôi đã từng nói, Do Thái là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ, cũng tương tự như Anh và Canada. Bây giờ Joe Biden lại đi một cái hướng nguy hiểm, là đang gây tổn thương cho quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ, khi mà ông ta thúc đẩy duyệt xét việc thừa nhận một đất nước Palestine mà không có một cái giải pháp nào để kiềm chế. Thì quý vị, đây là điều nguy hiểm cho đất nước của Hoa Kỳ, chứ không phải là quyền lợi của Do Thái không. Do Thái có nguy hiểm, có nghĩa là Hoa Kỳ có nguy hiểm. Do đó, cái duyệt xét này của Anthony Blinken và của Joe Biden, tôi có thể kết luận, nếu họ đi tới việc thừa nhận hoặc là một đất nước Palestine mà không có một cái giải pháp kiềm chế về bạo động, thì tôi xem hành động này là hành động phản quốc. Tôi xem hành động này là hành động phản quốc, bởi vì nếu muốn thành lập một quốc gia Palestine thì giống như tôi đã nói là không thể để cho người Palestine tự quản trị, phải để cho khối Ả Rập quản trị một khoảng thời gian, và phải có một cái hiệp định an ninh rõ ràng giữa khối Ả Rập và Do Thái để bảo đảm cái lãnh thổ Do Thái. Thì lúc đó quý vị, ít nhất kéo dài một hai thập niên để có một cái hướng giáo dục mới, một cái cải tổ cái nền kinh tế xã hội của Palestine theo một hướng khác, nhân bản hơn, giảm đi lòng thù hận, thì mới có thể được. Và thứ ba, người Palestine muốn lập quốc, họ phải chấp nhận những gì họ đang có, không thể tham lam đòi hỏi những thứ khác. Nếu họ muốn lập quốc một cách rõ ràng thì họ không thể tham lam được. Thì quý vị, nếu đi theo cái hướng này thì mới có được cái hòa bình lâu dài. Còn nếu tiếp tục mà cứ giải quyết cái giai đoạn trước mắt, thì một vài năm sau bạo động bùng nổ trở lại, nhiều khi nó còn khốc liệt hơn cả bây giờ. Nó còn khốc liệt hơn cả bây giờ, nhất là bây giờ quý vị, là càng lúc cái kỹ thuật càng tân tiến, các loại vũ khí càng lúc càng tinh vi hơn, thì những cuộc khủng bố càng lúc càng khốc liệt hơn chứ không có giảm đi. Bây giờ thế hệ của Hamas bây giờ, dù Do Thái có loại trừ được Hamas ra khỏi dãy Gaza, thì nó cũng sẽ mọc lên những tổ chức khác do những đám trẻ cầm đầu để tiếp tục khuấy động và tiếp tục đe dọa tới Do Thái. Bởi vì đám trẻ này nó được tẩy não rồi. Quý vị thấy đó, trong số mà 12 nhân viên của Liên Hiệp Quốc mà làm việc cho Liên Hiệp Quốc mà cứu trợ người Palestine dính với Hamas, trong đó 7 giáo chức là những kẻ tiếp tay trực tiếp chuyển vũ khí cho Hamas vào lãnh thổ Do Thái. 7 người làm giáo chức, là quý vị biết là họ đã tẩy não những đứa trẻ ở trong trường học như thế nào. Do đó, tôi đã nói là cái giải pháp của Trung Đông không có một cái hòa bình lâu dài nếu như mà Palestine vẫn duy trì hai điều. Thứ nhất là họ duy trì cái quan điểm Jerusalem là thủ đô của họ, và thứ hai là họ duy trì cái mạng lưới quân sự. Họ duy trì cái mạng lưới quân sự thì và bảo đảm quân sự của họ, thì bảo đảm quý vị không có hòa bình, trừ phi cái mô hình của Tây Ngạn. Cái mô hình của Tây Ngạn là người Palestine quản trị hành chánh, chính quyền của ông Mahmoud Abbas quản trị hành chánh, nhưng toàn bộ vấn đề an ninh quân sự Do Thái bảo đảm. Thì ít nhất mình giải quyết được phần này, mình giải quyết được cái phần này, và kéo dài một vài thập niên nữa, khi mà cái chính quyền của Mahmoud Abbas bị đào thải, về hưu hoặc là qua đời, những thế hệ kế tiếp lên họ trưởng thành trong cái môi trường không có sự thù hận, thì từ từ nó mới giảm đi được. Còn bây giờ quý vị nhìn thấy đó, mười mấy năm nay khi mà Hamas quản trị dãy Gaza, họ làm gì? Họ có thúc đẩy cái nền kinh tế của Palestine bớt lệ thuộc vào sự hỗ trợ của nước ngoài, thúc đẩy cái nền kinh tế tự chủ của Palestine không? Không có.
họ hút tất cả tiền bạc để mà châm vào cái hạ tầng cơ sở triệt Do Thái. Họ xây dựng tất cả những cái mà hầm dưới mặt đất để xây dựng một cái tuyến đường lâu dài để tiêu diệt Do Thái. 17 năm nay, từ năm 2007 tới bây giờ, 17 năm. 17 năm nay, họ không hề tổ chức bầu cử. Họ kiểm soát toàn bộ quyền lực tại dải Gaza và họ kích động việc tấn công Do Thái bằng mọi giá. Chính điều này nó mới dẫn tới bây giờ Do Thái phải tấn công vào dải Gaza. Chứ từ trước tới giờ, từ năm 2007 tới giờ, Do Thái có đụng tới dải Gaza đâu. Do Thái không hề đụng tới dải Gaza. Dải Gaza là do người Palestine chọn Hamas làm cái cơ chế lãnh đạo. Và cuối cùng nó đẩy tới cục diện ngày hôm nay. Do đó quý vị, không thể để cho người Palestine tự quản trị được. Nhất là khu vực của dải Gaza. Ít nhất là phải có một quốc gia thứ ba hay là một cái tổ chức thứ ba thay thế quản trị dải Gaza một khoảng thời gian, một thập niên cho tới ba thập niên, trước khi trao trả cái dải Gaza lại thật sự cho người Palestine và lập ra một quốc gia Palestine. Nhưng mà giống như tôi nói, dù có đi tới hướng này thì cái miền đông Jerusalem vẫn là một cái lấn cấn. Do Thái không buông Jerusalem được. Do Thái không buông Jerusalem ra để giao lại cho người Palestine được. Thì quý vị, vấn đề then chốt nằm ở chỗ này. Hai vấn đề, Jerusalem và thứ hai là cái lòng thù hận của người Palestine. Nếu gượng ép đẩy tới thì chỉ mua cái hòa bình nhất thời được vài tháng một năm. Sau đó nó lại bùng nổ bạo động trở lại và cái vòng luẩn quẩn đẫm máu này nó không bao giờ chấm dứt. Nó không bao giờ chấm dứt cả. Trừ phi, và giống như tôi nói là phải đi theo cái mô hình khác. Một vùng lãnh thổ hai quốc gia sẽ có, nhưng không phải là bây giờ. Không phải là bây giờ, giai đoạn bây giờ không thích hợp. Giai đoạn bây giờ là phải dùng sức mạnh quân sự trấn áp những điều ác độc, loại trừ cái chủ nghĩa ác độc ra khỏi cái suy nghĩ của người Palestine trước. Đây là cái bước đầu tiên. Để giải quyết một cái hòa bình lâu dài, ôn hòa, thì phải giải quyết vấn đề này trước, trấn áp những điều ác độc đang gieo rắc ở tại khu vực này. Thứ hai là giải quyết và giảm đi cái lòng thù hận của người Palestine bằng những chính sách kinh tế, giáo dục nhân bản hơn. Còn nếu không thì quý vị, vòng bạo động này không những là nó tiếp tục mà nó sẽ khiến cho khu vực Trung Đông sẽ bị lây lan. Và quý vị thấy rồi đó, những nhóm Hồi giáo mà Iran hỗ trợ đã bắt đầu khuấy động, từ nhóm Hồi giáo Hezbollah, Kataib Hezbollah ở phía bắc của Do Thái và phía bắc của Iraq và Syria, rồi nhóm Hồi giáo Houthi ở tại Yemen, chưa kể các nhóm Hồi giáo khác bắt đầu khuấy động. Cuộc xung đột của Do Thái và Palestine nó không phải chỉ cái vòng luẩn quẩn ở đây, mà nó có nguy cơ lan rộng cả một khu vực Trung Đông. Do đó, giải quyết bài toán này không phải dễ dàng. Chính quyền Joe Biden đang ảo tưởng chỉ có cần có một quốc gia Palestine được thành lập thì sẽ chấm dứt bạo động. Đây chỉ là ảo tưởng của Joe Biden mà thôi. Và Joe Biden không nên có cái tính cách gọi là duyệt xét việc thừa nhận Palestine trong giai đoạn này. Nếu không, tôi xem đó là hành động phản quốc của Joe Biden. Bởi vì điều này nó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho quyền lợi của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay và cái bài phân tích của tôi về tình hình của Palestine ở tại và Do Thái ở tại Trung Đông. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.